Tháng 8 may mắn vô cực, thời cơ vàng đã đến. Các bạn hãy lưu tâm hai ngày quan trọng trong tháng 8. Ngày thứ nhất đó là ngày 8 tháng 8. Và ngày thứ hai đó là ngày trăng tròn trong tháng 8. Vào hai ngày này, năng lượng được khuếch đại rất mạnh mẽ. Các bạn có thể quan sát con số 8. Rất nhiều người đều có thể cảm nhận rất rõ ràng rung động của con số 8 là một rung động với tần số rung động cao, mang nhiều năng lượng may mắn. Và khi con số 8 đặt nằm ngang, đó là biểu hiện của vô cực, vô hạn vô biên, sức mạnh vô hạn vô biên trong vũ trụ này. Khi chúng ta thực hành những nghi lễ vào những ngày này, sẽ đón nhận vô số phước lành. Các bạn có thể thắp sáng ngọn đèn tâm linh, có ý định rất rõ ràng, khởi lên những lời cầu nguyện của mình, kết nối với vũ trụ, các đấng thiêng liêng mà bạn tin tưởng, với những vị tổ tiên của các bạn để đón nhận sự hỗ trợ tích cực. Ngoài ra, chúng ta hãy thực hiện nghi lễ cầu nguyện với nước, đón nhận sức mạnh vô biên vô hạn của nước. Với sự trợ lực của tháng 8 này, rung động của con số 8, biểu hiện của sự vô cực, năng lượng của nước càng khuếch đại trở nên mạnh mẽ, sẽ hỗ trợ rất tích cực cho chúng ta, tạo ra sự giàu có trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống của chúng ta.